Lúc đấy bác có được đến qua đây không ạ? Lúc đó làm ạ? À, chở bác chở diễn viên ạ. Ôi rồi nó quay diễn viên Hollywood nữa không này. Vinh dự ạ. À. Ê, cái lúc đấy cái lúc nó lên báo nuôi bắt đầu lên bắt đầu nổi tiếng đông khách ấy. Bắt đầu nước ngoài đổ dồn về. Còn xong hình như là lúc UNESCO công nhận là cũng năm 2014 là tháng 4. 2014 được UNESCO công nhận. 2014 là được công nhận cái cảng văn hóa thì bây giờ sau Hạ Long 4 năm. Sau Hạ Long thì Hạ Long là ít núi hơn ấy. Và ít động hơn cháu đi rồi mà. Nào tiếp tục vào hang đại các bạn ơi. Ui hang thấp này. Hang đại 150m. Tiếng Anh. Đừng chạm tay vào vành thuyền nhé. Ôi dồi ôi, mát thế. Mát không? Hang này điều hòa đấy. Này, ngang điều hòa. Cao hơn chị ạ? Cao hơn rồi. Hang kia nãy thì em mình thấy núi nhiều. Đẹp này cơ mà. Hơn cả điều hòa luôn. Mát thế, ui dồi. Mày có chỗ ngủ trưa thế này phải đẹp không? Ô, sắp ra khỏi hang rồi các bạn ơi. Đây qua đây bảo đèn của Trần Quốc Toàn ấy bảo mọi người. Trần Quốc Toàn và Trần Quốc Tuấn. Đấy. Nào mời các bạn cùng vào thăm đền của các vị vua đời đầu Trần Quốc Tuấn và Trần Quốc Toàn. Đó. Mình chỉ quay qua thôi các bạn ạ, không được phép quay kỹ các bạn ạ. Đó. Đẹp quá các bạn. Đền nằm dưới chân núi. Những ngôi đền này thì cũng đã được phục dựng lại các bạn ạ. Nhưng mà vẫn theo nét cổ xưa. Theo mình biết thì đây là đền của vị vua Trần Quốc Tuấn đời đầu. Một không khí trang nghiêm, yên tĩnh. Mình cùng đi qua cửa điện rồi thì mình sẽ đi đằng quay đằng sau để quay núi cho các bạn xem. Dưới này cũng có một điện này các bạn. Ui cá chép to này. Ôi kết thúc chuyến đi rồi. Kết thúc chuyến đi rồi nhá. Ôi giời ơi. Bên dưới lái đò 1156 xếp thuyền vào cửa bên 6 nhá. Chuyến gì đấy? Lái đò 1156. Ôi giời ơi. Ôi chào bác nhá.